Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì bên em hôm nay vừa về được một chiếc Toyota Camry phiên bản 2022, phiên bản mới. Và trước mặt chúng ta đây là phiên bản 2.5Q. Thì như anh chị thấy là vẫn còn một miếng tấm trắng trắng ở phía bên capo đúng không ạ? Thì đấy là miếng dán bảo vệ khi mà xe được cẩu qua tàu biển. Và đây là một cái chi tiết kéo bên em vẫn chưa kịp tháo ra thì xe vừa về đến nơi. Thì ở trong video này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị sơ bộ về chiếc xe Toyota Camry hoàn toàn mới 2022 này. Và giá dán Camry thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 4 phiên bản. Trong đó thì có 2 phiên bản 2.0 và 2 phiên bản 2.5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì giá lần lượt cho phiên bản là 2.0 phiên bản thường là 2.0G đấy ạ, có giá niêm yết là 1.050.000. Phiên bản thứ hai là 2.0Q thì option nó cũng tương tự giống bản 2.5Q trước mặt chúng ta đây, nó chỉ thua một chút về cái cam 360 và cái thứ hai là về cái thêm hai cải biến trước thì có giá niêm yết là 1.167.000. Ngoại hình nếu anh chị nhìn qua thì bản 2.0Q và 2.5Q không khác biệt nhiều đâu, nhưng mà về khác nhau về thứ nhất là về máy này, lớn nhất là về máy. Và cái thứ hai là về cái hai option em vừa bảo, cam 360 và hai cảm biến trước. Còn phiên bản trước mặt chúng ta đây là phiên bản 2.5Q thì có giá niêm yết là 1.349.000. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 2.5HV, có nghĩa là phiên bản xăng điện ấy, thì có giá niêm yết là 1.441.000. Và phiên bản được dự báo sẽ bán nhiều nhất ở thị trường Việt Nam sẽ là phiên bản 2.0Q và phiên bản 2.5Q. Hiện tại thì bên em đang còn khá nhiều bản 2.0G, còn bản 2.5HV thì về được ít nhất. Xe Camry bản 2022 thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 lựa chọn màu sắc. Thứ nhất là màu đen trên mặt chúng ta, thứ hai là màu trắng và thứ ba là màu đỏ. Tuy nhiên thì xe về Việt Nam sẽ chủ yếu là màu trắng và màu đen. Còn màu đỏ thì anh chị đặt trước giúp em thì em sẽ đặt từ nhà máy về, bởi vì là màu đỏ thực sự là cũng khá kén khách. Còn về cái nội thất thì sẽ có hai lựa chọn là nội thất màu đen và nội thất màu be. Thì như chúng ta thấy đây là nội thất màu be ạ. Có vẻ anh chị nhìn sẽ không rõ cho lắm. Còn ngoài ra có một cái điểm nữa thì để em giới thiệu cho anh chị là cái tất cả bản 2.5 và bản 2.0 ấy, thì đều là phiên bản mới rồi, được cải tiến về về tiêu hao nhiên liệu. Nên anh chị thấy là bản 2.5Q thì có giá niêm có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 7 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Thì nó là một cái tiêu thụ nhiên liệu rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì cũng được nâng cấp về cái công suất máy. Máy khỏe hơn, vừa tiết kiệm hơn. Còn phiên bản 2.0 mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có hơn 6 lít trên 100 cây. Vâng, và trong video sơ bộ như này thì em giới thiệu nhanh về chiếc xe Toyota Camry cũng như là giới thiệu phiên bản cho anh chị. Nếu anh chị nào cần em tư vấn thêm về dòng xe Camry cũng như là muốn xem em tư vấn thêm một số vấn đề như trả góp hay là cái lịch xe thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình nhé. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.